Anh ơi, à, em hỏi gì đây? Trong tiếng Nhật á, cái cách nói mà ngu cũng phải vừa vừa thôi nói như nào ấy? Được. Baka ni mo hodo ga aru. Đấy, tức là ngu phải vừa vừa thôi. Có một mẫu câu là nani nani ni mo hodo ga aru. Nghe chưa? Thì đằng sau câu chúng ta sẽ thêm là đà rô hay là desho để nhấn mạnh cảm xúc của mình. Đằng trước của nó nhé, thì chúng ta có thể thêm động từ, tính từ, danh từ đều được nhé. Chẳng hạn như là gì nhỉ? Đùa cũng phải vừa vừa thôi. Thì chúng ta sẽ nói là gì? Đùa là gì nhỉ? Jodan đúng không? Jodan ni mo hodo ga aru desho. Hay là dễ thương cũng phải vừa vừa thôi. Nhưng mà kiểu mình muốn khen nhưng mà mình nói kiểu Việt Nam, dễ thương phải vừa vừa thôi. Thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Kawaii ni mo hodo ga aru daro. Nhá. Hay là gì? Ngủ cũng phải vừa vừa đấy chứ. Nere ni mo hodo ga aru daro. Được chưa? Em hiểu không? Đó, ok, đấy. Dễ hiểu ha, mà dễ nói nhỉ. Ok. Đây ngữ pháp là mấy này? Chả là mấy thì em cách nói thường nhật thôi. Nhưng mà tại em thấy cả những cách nói kiểu này lại có khi lại dễ dàng trong đề thi, giống như kiểu lần trước có nan kể nan đi nan đà đồ. Xuất hiện rất là nhiều, xuất hiện rất là nhiều. Ok. Ok, thank you anh nha.